Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một cá nhân có lời lẽ hành động phỉ báng di sản tín ngưỡng thờ mẫu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã giao thanh tra sở phối hợp với cơ quan phụ trách an ninh mạng nhằm xác định chủ thể tài khoản đăng tải video xúc phạm phỉ báng di sản tín ngưỡng thờ mẫu. Cụ thể, nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, Phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo mẫu Việt Nam đã có đơn gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục An ninh Văn hóa, Bộ Công an tố cáo chủ tài khoản YouTube Thầy Long đăng tải nhiều hình ảnh và video clip xúc phạm di sản tín ngưỡng thờ mẫu, xúc phạm anh hùng dân tộc đối với vụ việc trên. Hội Di sản Văn hóa nhận định đây không còn là hành động vô văn hóa, còn có dấu hiệu vi phạm luật tín ngưỡng, tôn giáo. Việc đăng tải những nội dung xúc phạm tới danh nhân anh hùng dân tộc là hành động không thể chấp nhận được. Hội Di sản Văn hóa sẵn sàng phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng nếu nhận được đơn từ trung tâm.